Buông ra. Thở ra. Ngồi im. Wow. Ngồi im. Có tiền bạc đưa hết đây. Còn bao nhiêu nữa đó? Đưa hay là chết. Vậy là nó muốn chết. Tao đã bắt cho. Mà còn chơi với trò bắt cóc này nữa. Không phải là chơi trò bắt cóc, đúng không? Tụi tôi tính làm là để giải nghiệp cho ông thôi, đúng không? Gì vậy? Ê, gì? Tôi kêu hai ông thuyết phục vợ tôi, chứ đâu phải làm ba cái trò khủng bố này đâu. Tụi tôi cũng cố gắng hết sức rồi, suy nghĩ đủ cách thôi. Mà chỉ có biện pháp mạnh là mới trị được thôi. Hiểu không? Trời ơi, Quân ơi Quân, bây giờ ông phải nghĩ đi. Mình sống phải biết yêu thương, chan hòa với vợ, chan hòa với cỏ cây muôn loài. Đúng rồi đó, mình dù gì mình cũng là chồng của người ta, không, mình phải biết san sẻ công việc với vợ của mình. Trời đất ơi, nhìn vợ của ông nhìn mà thấy xót giùm luôn á. Có gì cũng phải chia sẻ đi, vợ của mình chứ vợ của ai mà nhường nhịn cái ông chết hả? Nhường cái gì mà nhường? Ông điên hả? Đầu của đàn ông là làm chuyện lớn, chứ không phải cái đầu để thầy vợ, hiểu không? Tú ơi, biết vậy nãy mày trói chặt một cái đi, tao đập một phát luôn là nó tỉnh tới sáng. Trời, cái gì vậy? Vừa không muốn bỏ vợ, không muốn ly dị, còn không muốn thoát khỏi cái cảnh gia trưởng. Ủa, cái gì cũng muốn là sao? Thì con người mà cũng phải có tham vọng chứ, cũng phải có cách để vẹn toàn đôi bên nữa. Thì chắc chắn sẽ có cách vẹn toàn cả đôi bên. Mày cứ nghĩ đi, nghĩ tới lúc mà ra tòa ly dị á, chắc chắn sẽ nghĩ ra. Ê, không đúng đâu, thiệt ra vẫn có một cách. Chị, trời đất ơi, suối nó giết vợ nó hả? Chưa đủ đâu. Nó chứ làm gì? Kỹ coi ta xuống nó làm cái gì. Làm cái gì vậy? Ly dị hả? Lột nhẫn hả? Bậy, kết hợp vừa giết vợ vừa lột nhẫn. Tôi sẽ đạt phương pháp. Yên tâm đi, tôi sẽ bắt đầu thôi miên ông. Dòm vô đây, dòm theo nó. Qua lại. Nửa đi, nửa đi. Từ bây giờ ông sẽ yêu thương vợ, sẽ đội vợ lên đầu. Vợ có cái gì ông đội cái đó. Ba la. Muốn giữ Nguyệt và bé Hoài, ông phải lùi một bước, rửa chén, dọn nhà, chăm con phụ vợ, không mất mặt. Nó chứng tỏ ông yêu thương vợ ông, biết chia sẻ cực khổ với vợ. Kế sách tạm thời thôi, tới khi nào Nguyệt không đòi ly hôn nữa, lúc đó từ từ ông, vợ chồng hòa hợp rồi, Nguyệt thương ông, vậy sẽ không để ông phụ việc nhà đâu. Tạm thời thôi, về hạnh phúc gia đình. Cái gì vậy? Bị sao vậy ta? Không lẽ mình bị ám ảnh cưỡng chế hả? Chết rồi. Giờ thấy cái gì mình cũng lao cũng chùi. Ngày trước mình đóng kịch trở thành một người chồng đảm đang, mình đâu có biện gì đâu ta. Không lẽ từ bây giờ ông sẽ yêu thương vợ, sẽ nghe lời vợ, sẽ đội vợ lên đầu. Không lẽ mình bị thôi miên thì sao? Thôi miên cái gì? Ai thôi miên ông? Tới rồi nè. Vô đứng lù nãy giờ. Cái gì vậy? Gì mà thẫn thờ vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên tôi nghe lời hai ông á, cái làm việc nhà phụ vợ nè,
tới bây giờ tôi bị giống như là kiểu bị thấy mà không có làm á, tôi bị ngứa ngáy tay chân lắm. Rồi bây giờ tôi không biết giống như là tôi bị trầm cảm gì á. Trầm cảm hả? Ừ. Coi như là trầm cảm trong việc lau dọn quét nhà đó đúng không? Thì đó. Ê! Cái gì? Cái gì? Thôi tháo ra. Tôi mới lau nhà. Ông biết một ngày tôi lau biết bao nhiêu lần không? Tháo ra. Ôi làm cái ghê thiệt. Ủa, trời. Tháo dớ ra luôn. Ủa nó dớ mắc mớ gì? Vẫn là bị dơ rồi. Tháo ra đi. Ủa có điên không? Nó dài nó mới dơ chứ nó dớ mắc gì dơ. Ê ê ê. Vậy? Cầm lên. Sao kêu tháo ra? Vậy sao vậy? Tôi mới vừa lau cái bàn này nè. Vậy sao vậy? Trời ơi, lúc nào cũng cầm sẵn cái mút vậy đó hả? Đó. Thấy chưa? Mấy ông thấy chưa? Gì? Tôi bị ám ảnh cưỡng chế đó. Đó. Coi như vậy là cái tâm lý kế của mình thành công rồi đó. Nè, hay quá ha. Bạn bè với nhau á. Mà hợp tác hại bạn vậy hả? Trời ơi, hại đó mà hại. Cái này là tôi giúp ông. Đúng hả? Rồi. Ông thấy giờ vợ ông về sao? Hai người đề huề hạnh phúc. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi. Thì thiệt ra cái chuyện là vậy. Lúc đó hai đứa tôi xúi ông á là phụ vợ lo việc nhà đi. Hiểu không? Rồi xong vợ ông sẽ quay về với ông. Rồi qua cái vụ ly dị đi. Rồi vợ ông sẽ không bắt ông làm việc nữa. Hiểu không? Nhưng mà vậy không có được. Như vậy á, rất là mất mặt đàn ông. Ông nghĩ xem, đã làm việc nhà rồi mà làm còn hơn cả ô xin nữa. Đi làm nè, từ sáng rồi đi về nhà còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa, đầu tắt mặt tối như thằng điên vậy á. Ủa, chuyện bình thường mà. Cho chồng phụ vợ làm chuyện nhà đó là cái chuyện rất là bình thường. Nếu mà hồi lúc trước ông không có phụ á, là vợ ông một mình làm hết luôn đó. Đúng không? Thế rồi vợ ông có than thở tiếng nào với ông đâu. Ông nghĩ đi, mình là đàn ông, đúng không? Gánh vác gia đình là đúng rồi, nhưng quan trọng là biết thương vợ con, giúp đỡ vợ con. Chứ bản thân mình phay phay nè, mà thấy vợ con cực nhọc, mình có thấy vui không? Mình có thấy thoải mái không? Trời ơi, tôi biết rồi. Không, đừng có lau bàn. Ôi, đó thấy không? Lau mặt đi, lau mặt cho cái mặt nó sáng ra. Lau mặt, lau mặt. Đi, lau đi, lau đi. Tôi điên hả? Nói vậy cũng làm nữa. Tôi bị vậy đó, nó dính vậy luôn rồi nè. Thôi, tôi biết rồi. Vanessa Kadra, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Anh sao vậy? Hôm nay là ngày gì mà nấu nhiều món ăn quá vậy? Thật ra thì đâu có ngày gì đâu em. Tại vì chiều nay anh cũng rảnh, cho nên là anh nấu vài món để em ăn. Nhìn ngon quá nè. Để em gọi chú Tám rước bé Hoài về rồi cả nhà cùng ăn. Không cần đâu em, để con đi học đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Dạo này anh thấy em chăm chút bản thân quá không? Chăm chút gì đâu. Chỉ là một xíu kem nền, có khả năng chống nắng với dưỡng ẩm hàng ngày thôi mà. Phụ nữ mà không biết chăm sóc bản thân mình thì... Anh xin lỗi. Anh nghĩ anh phải xin lỗi em từ rất là lâu rồi. Thật ra thì bao nhiêu năm qua anh đã để cho em khổ rất là nhiều. Anh xin lỗi. Từ lúc anh tốt nghiệp ở nhà, anh mới thấy được sự cực khổ của em. Anh không biết em đã cực khổ như thế nào, và anh cũng không có giúp đỡ em được điều gì hết. Anh thấy anh là người rất là tệ. Cho đến khi em đùn đẩy hết tất cả mọi chuyện để anh có thể làm, và em đã thay đổi. Em thay đổi rất là nhiều. Em mở lòng nhiều hơn, và em có nhiều mối quan hệ hơn. Và anh thấy đó không còn là em nữa. Chắc có lẽ anh là người chồng tệ, cho nên khiến em phải thay đổi như vậy. Nghe anh nói thì
em thấy hình như em thay đổi là đúng. Em thay đổi tốt hơn. Và anh cũng vậy. Bây giờ anh giỏi nè, anh biết làm việc nhà, anh còn nấu rất nhiều món, nhìn rất là ngon. Anh ăn cơm đi. Sau khi mà em đòi ly hôn, anh rất là hối hận. Và anh sợ lắm. Anh không biết làm gì nữa. Em có thể tha thứ cho anh và bỏ qua tất cả mọi chuyện được không? Chuyện cũ bỏ qua đi. Dù gì cũng đã qua rồi. Ăn cơm đi. Đúng rồi, em ăn đi. Em tìm được nhà rồi. Tuần sau em với bé Hoài sẽ dọn ra ngoài. Dọn ra ngoài? Ý của em là sao? Thì em với bé Hoài sẽ dọn ra ngoài. Em nộp đơn ly hôn lên tòa rồi. Tòa cũng chấp nhận đơn rồi. Chắc là tuần sau sẽ kêu tụi mình lên để giải quyết thủ tục thôi. Anh đừng có lo nha. Em giỡn hả Nguyệt? Không phải em đã tha thứ hết tất cả mọi lỗi lầm của anh rồi sao? Có những chuyện giống như chén nước đổ đi vậy. Em nói em bỏ qua là tại vì em coi cuộc hôn nhân của mình như chén nước đổ đi. Bây giờ mình nhìn về phía trước mà đi nha. Sao? Ở trong khu cách ly vui không bạn? Đừng có chọc quê tôi nữa. Tôi đang tiếc vì bị hụt mấy cái dự án lớn nè. Nhưng mà tôi có gặp một con cá mập lớn. Nghe nói đâu á là đầu tư vô cấp dưới của ông đó. Là ai? Thì còn ai nữa? Chồng của cô phó giám đốc xinh đẹp bên ông chứ ai? Sản xuất ống hút gạo để xuất khẩu bây giờ đang là tiềm năng rất là lớn. Vì hiện tại bây giờ ai họ cũng đang quan tâm tới môi trường hết. Hiểu rồi. Vậy thôi nghe. Ở trong đó cách ly tốt. Nhớ yêu thiên nhiên và môi trường nghe bạn. Bye bye. Ê. Không có gì phải tiếc nuối. Sống là không được tiếc nuối. Càng không được tiếc nuối với những gì đã qua. Đúng là phong cách của dân phá sản. Thuê một cái nhà xưởng đúng là nơi khỉ ho còn gáy. Kệ. Vậy đi, mình mua lại cho nó rẻ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cướp bơ cái thơ. Ây da. Đồn đá hay là giọng cái đó vô mặt người ta vậy? Làm như vậy nó mới hiệu quả, nó mới thấm. Chồng ráng ráng đi ha. Chồng còn đau nhiều lắm hả? Không có đau, mà bực. Giữa ban ngày ban mặt mà dám chùm bà bố, hành hung người ta vậy. Thôi, vợ báo công an rồi. Chồng đừng có bực nữa. Chồng ráng ráng đi nha. Bực rồi hả, nó hại sức khỏe thêm á. Bảo rồi có bắt được tụi nó không? Tất nhiên là bắt được chứ. Kiếm ai mà nhìn vậy? Dạ. Chứ sao tự nhiên nàng nổi bác sĩ vậy chị? Dạ, Vi hình... chị Vi phải không? Chị Vi, chị nhận ra em không? Hữu. Dạ. Hữu, hội phó hội du học sinh nè. Dạ đúng rồi, là em nè chị Vi. Trời ơi, chị gặp chị em mừng quá. Hữu bạn em đây về nước rồi hả? Dạ em mới về nước. Hồi nãy em đi ngang trên hành lang á, em thấy cái bóng nào y chang như chị vậy đó. Cho nên á, em phải đợi là tới đây coi có phải chị không. Trời, công nhận nha.
Gặp em là chị nhận ra liền á chứ. Tại vì trong hội du học sinh chỉ có chị với em là người Sài Gòn, mà em hả hay quan tâm chị nữa. Dạ. Anh ra chị nhớ ra em liền. Lâu ngày không gặp lại chị. Nhìn chị vẫn trẻ và đẹp như xưa nha. Thôi đi, còn em á, lâu ngày không gặp lại em, em cũng vẫn dẻo miệng y như xưa. Dạ. Chị đâu có lão hóa ngược đâu. Giới thiệu với em, đây là anh Trình, là chồng của chị. Sao không đợi nó về rồi giới thiệu luôn? Nói tới mà. Đây là Hữu, học gần với em hai khóa. Dạ, hân hạnh được biết chú. Chú đang đau mặt, không có tiện bắt tay với con. Chị Vi, chị cho em xin số điện thoại chị nha, có gì em liên lạc với chị. Xin chi vậy? Em quen được với ông đầu bếp Pháp giỏi lắm. Ông mới về Việt Nam, có gì em mời cho em món Pháp. Vợ tôi không có thích đi ăn với người ngoài. Chị nhớ không, hồi xưa em với chị đi ăn món Pháp hoài luôn đó. Sao lời quá vậy? Được rồi, để chị. Vanessa Kadra, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Em nói đi, tại sao bạn du học mà em cho người ta số điện thoại chi vậy? À, hồi xưa Hữu giúp em nhiều lắm, bây giờ gặp lại xin số thì mình cho chứ có sao đâu. Em hồn nhiên quá. Bộ em không nhìn ra được là thằng nhóc đó nó thích em hả? Không có đâu, tụi em chỉ là bạn bè thôi à. Biết. Em chào sếp. Chị Vi ơi, có người gửi hoa cho chị. Ủa? Ai tặng hoa cho em? Em đâu biết đâu. Tặng chị đẹp. Chị xem hoa đẹp hay chị đẹp? Em Hữu. Đó, còn chối được nữa không? Cái thằng nhóc ranh này nó dám công khai thích em mà. Không có đâu, hồi xưa Hữu cũng hay tặng hoa cho em, cũng đi y chang vậy mà. Anh đừng có nghĩ lung tung. Y cái gì mà y? Hồi xưa khác bây giờ khác. Hồi xưa là em chưa có chồng, bây giờ em có chồng rồi. Nó làm vậy là sao? Bộ em không nhớ hả? Nó kêu bằng chị mà nó dám kêu anh bằng chú. Dạ em xin phép. Nè, nhớ nghe chưa, từ đây về sau bất cứ hoa của ai hoặc là hoa của người nào tên Hữu tặng chị Vi là không có được đưa lên. Tặng lại cho em đó, muốn xử lý sao xử lý. Dạ. Cầm luôn đi. Dạ. Thôi anh đừng có nghĩ nhiều như vậy, để em nói chuyện rõ ràng với em ấy. Rồi đi đâu? Em đi vệ sinh. Đi đi. Không ngờ có ngày á, thằng con mất nét của cô nó lại ghen lồng lộn lên như thế. Cô nghĩ tới thôi mà đã hả hê trong bụng lắm rồi đó. Công nhận chiêu của cô ác liệt thiệt. Anh Trình ảnh có nghĩ nát óc cũng không bao giờ nghĩ người đằng sau những chuyện này lại là cô. Cái thói trăng hoa, ăn không được phá cho hôi, y chang như ba của nó ấy. Cô không thể để cho nó hủy hoại cái gia đình của nó được. Mà cái tình cảm của nó với lại bé Vi ấy cũng là thật mà, đúng không con? Dạ. Vậy mình có nên để cậu Hữu tiếp tục nữa không cô? Cứ tiếp tục. Con nói thằng nhóc đó cứ tiếp tục gọi điện, không được thì gửi email. Còn Hoa liên tục gửi vào cho cô, nghe không? Để cho thằng con trời đánh của cô nó sợ hãi, mà phải theo sát nó, đừng để cho nó quấy phá gì chồng cô Liễu nữa, nghe không con? Dạ cô. Công nhận mình là người mẹ quá tuyệt vời, quá biết cách dạy con.
Thủ đoạn của con cô chắc cũng di truyền từ cô chứ không đâu.